Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở trên đường Tôn Hiến Thành nha các bạn. Hôm nay là tối 29 đó rồi. Đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về chợ hoa trên đường Tôn Hiến Thành. Xem hôm nay coi gần cuối Tết rồi bà con buôn bán như thế nào nha các bạn. Xem khách có đông hay không nữa. Ở trên này nè. Trời hơi bị tối các bạn. Xem không khí Tết của ngày 29. Đây, anh trai đang lựa hoa nè. Đó. Hoa chậu này đẹp các bạn. Hơi bị tối chút xíu các bạn, do ở đường này là không có đèn nhiều. Hoa mai còn quá trời luôn các bạn, ở bên này nữa. Hay nè. Xem mình đi hôm nay chủ yếu là mình xem không khí Tết của cái chợ hoa là coi có tấp nập, có đông đúc như mọi năm không nghe các bạn. Ê, hình như đường điện có vấn đề các bạn. Bên này mai nha. Đó, còn bên này là dưa hấu, bà con đang lựa mua dưa hấu nè các bạn. Đó, có mình thấy có để đèn nhưng mà không có cháy. Đó, quá trời luôn. Trái nào trái nấy to cả chục mấy ký không các bạn. Khách đang mua 25k một ký nha các bạn. Đêm 29 Tết rồi nhưng mà chợ hoa vẫn còn lác đác rồi các bạn ơi. Hay nè, bên này hoa quá trời luôn. Còn rất là nhiều các bạn. Đó, khúc thuốc bên trong luôn mà không có người mua các bạn. Năm nay bán đỏ không chị? Lai rai hả? Mình lên hoa bữa mấy? 23. Mình bán của khu bên đó với bên này là của mình hết luôn. Giá cúc mâm xôi nhỏ nhỏ này là bao nhiêu một cặp hả chị? 250 một cặp nha các bạn. Các bạn có muốn mua hoa cúc mâm xôi nè, hoa cúc bên kia đó thì các bạn đến ngay trên đường Tô Hiến Thành mua ủng hộ bà con nha các bạn. Ở bên này nữa. Còn bên này là bao nhiêu chị? 400k một cặp nha các bạn. Đó. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị nó mới bắt tài nha. Dạ. Rồi còn hoa rất là nhiều các bạn. Ở bên trong nữa kìa. Đó. Ở bên đường Tô Hiến Thành này thì thiếu ánh sáng, thiếu đèn các bạn. Đó. Nhãn thọ cam, nhãn thọ vàng. Còn bên đó là cúc. Đây, đó, cúc chậu to các bạn. Miền đường Tô Hiến Thành luôn. Hoa thì không bằng những công viên khác, không có nhiều bằng các bạn. Nhưng mà thấy thì bên đường cũng đầy hoa. Bữa nay 29 Tết rồi, bà con cũng mua hoa rất là ít. Đường thì vắng các bạn, ngoài đường thì đông nhưng mà khách mua thì vắng các bạn. Hôm nay bán đỏ không chị? Bán chậm đó. Chậm hơn mỗi năm hả? Mình bán hoa hồng hả chị? Mình bán mai. Đó, mai đây là nhiêu chậu chị? Giá lắm. Dạ, thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là 800. Còn cao nhất là bao nhiêu anh trai? Cao nhất là 250. Dạ. Này là mình ở miền Tây lên hay sao chị? Ở Bình Lợi. Bình Lợi hả? Dạ. Rồi chúc anh chị mua mai bán đắt nha, nó mới bắt tài nha. Dạ. Các bạn. Bên này quá hồng quá trời luôn nè. Đỏ có, hồng có, cam có, bên kia nữa các bạn. Chậu nhỏ nhỏ gọn gọn không các bạn. Hoa rất là nhiều. Đó. Chạy qua bên kia luôn. Hoa còn trên đường này rất là nhiều các bạn. Ngặt cái nữa là đường Tô Hiến Thành này bữa nay ha, mình thấy đèn ít các bạn. Chứ đèn không có nhiều. Ở bên này là hoa hồng mini nè. Đó. Còn đây là cúc. Nói thật với các bạn là mình đi quay hoa chợ Tết nhưng mà mình cũng bị tuột cảm xúc luôn các bạn. Mình muốn đến đây để cho có khách nhiều nè, rồi người ra người vào mua rồi trả giá hay là gì, nói chung là sơm tụ lên thì cái không khí nó mới sôi động các bạn, nó mới tấp nập. Còn mang ở đây là mình nghe nó thí dụ như mình nói là chợ hoa nhưng mà rốt cuộc chợ thì rất là vắng nè các bạn. Đó, hoa thì rất là nhiều mà không có người đi chợ các bạn, vắng lắm, ít lắm. Đi xa mới có được một người ghé vào để mà mua. Đây nè, bên này cúc nè, bên này có ánh sáng nè. Đó. Nhãn thọ. Rất là đẹp các bạn. Đó. Ở đây bán cúc, nhãn thọ vàng, nhãn thọ cam. Bên kia là cúc mâm xôi các bạn. Chị gái đang hỏi giá.
Đây các bạn, có hoa màu gà. Mình đi đường Tô Hiến Thành này, mình thấy cái không khí đó, xe thì đông hơn cái đường bên chợ hoa Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. Nhưng mà cái không khí mà để mà khách để ghé mua còn ít hơn ở đường Nguyễn Văn Cừ mình đó. Đây nè, đó quả chợ hoa luôn. Hoa nhiều hơn bên đường Nguyễn Văn Cừ. Đó, Tết nhất mà như vậy chết luôn bà con ở miền Tây. Bán hoa không có giá mà lại bán không được hoa nữa các bạn. Đây, hoa màu gà nè. Đó, bên này có đèn nên ánh sáng nhìn đẹp. Đó, đẹp các bạn. Cái này dễ thương nè. Đó, xanh đọt chuối nè, trắng nè, rồi tím, rồi cam. Ở bên trong đó các bạn. Đó. Mình đi quay cho các bạn xem. Mình quay để tìm cảm hứng, để quay cho nó sơm tụ, nó vui các bạn. Khách đông vô mình cảm thấy mình khoái, mình hưng phấn lắm. Mình đi mình quay mà các bạn xem, có thể các bạn cũng chán luôn á. Tại vì thật sự là thấy đâu có cảnh mua bán tấp nập gì đâu. Trống trơn à. Đó, các bạn nhìn xem. Hoa để nguyên vàng bên đó luôn. Mà cũng đâu có khách đâu. Mình sẽ cố gắng mình đi hết cái đoạn đường này để mình xem coi là, hy vọng là cái khúc đằng kia sẽ có khách. Nè các bạn, đó, đây là nhãn thọ nha. Đó. Nhãn thọ tháp 80k một cặp các bạn. Đây 80k một cặp. Chậu nhỏ nhỏ gọn gọn. Đây mai đồng giá nguyên một cây 1 triệu hả các bạn. Đây, một cây như thế này là 1 triệu nha. Đó, đọc giá luôn. Đây còn bên đây là hạnh tắc, đồng giá 700k một cây. Tại anh ghi tắc đó chứ hôm trước mình có đi, mình gặp một cái chú chở. Chú nói là đừng có nên kêu bằng tắc, kêu bằng hạnh đi. Hạnh để trong năm mới trong nhà ta có chân hạnh đó, thì nó là hạnh phúc vui vẻ ấm áp các bạn. Còn kêu tắt mà tới Tết nhất là mình nói tắt, người ta tin gì đâu, người ta sợ là tắt đường. Nên là bây giờ mình không kêu tắt nữa, mình sẽ kêu là hạnh nha các bạn. Đó, còn dài tốt đằng kia luôn kìa. Mai giá niêm yết để sẵn luôn. Này mỗi cây 1.6 triệu các bạn. Đó, cây này 1.4 triệu. Bên trong kia hoa nhiều hơn, nụ nhiều hơn, đẹp hơn 2 triệu. Đây cây này là 1.2 triệu nè. Đó, giá để sẵn luôn. Đó, dán lên cây sẵn hết các bạn. Đó, hoa nụ rất là to. Đây nụ cũng nhiều nè các bạn. Đó, chuẩn bị nở nè. Và cái này là ngày Tết luôn. 1.8 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu đầy đủ các bạn. Đây mấy chị gái. Xuống dưới này thì có đèn sáng hơn chút xíu nè các bạn. Đây mấy anh chờ. Mấy này chạy đỡ không anh? Ấy luôn hả? À, em thấy em đi đường này mà muốn sợ ma luôn á. Mấy đường đi, mấy đường kia còn đỡ đỡ, đường này xe chạy thì nhiều mà khách thì ít, mà đèn cũng không có sáng nữa. Mỗi năm mình tới giờ này là phải quay đẩy hết đường, hết cửa lố mà năm nay. Vậy luôn á hả? Dạ. Thôi chúc mấy anh năm mới phát tài nha, gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Đó, mấy anh trai cũng nói là năm nay rất là bèo các bạn. Đây nè, hoa cúc đồ, nói chung là để nguyên một vàng hoa tú đằng kia luôn. Tại vì khi nhà vườn mà bán được hoa các bạn, thì những anh chạy xe như thế này thì anh sẽ chạy được hàng. Mà mấy anh mà ngồi không ấy thì tôi đồng nghĩa với là nhà vườn bán rất là chậm các bạn, không có hàng để bán. Ủa, bán không ra được hàng luôn các bạn. Nay bán đỡ không anh? Không lai gai ha. Dạ, cảm ơn anh, chúc mừng năm mới nha. Chúc anh mua mai bán đắt. À, anh trai giờ này ăn cơm dễ đó các bạn. Đó, quá trời hoa luôn đằng kia các bạn. Đằng này là có đèn sáng nhìn đẹp, đằng kia thì hơi tối chút xíu. Mình bán hoa hả chị? À, mình bán hoa nhãn thọ này với hoa cúc này bên đó luôn. Cái này là bao nhiêu một cặp chị? 300 một cặp các bạn. Hai cái màu này là đồng giá luôn hả chị? Còn cúc này 300 đồng giá luôn các bạn. Đó, các bạn đến ngay đường Tô Hiến Thành ủng hộ chị nha các bạn. Mình quê ở đâu? Hậu Giang. Hậu Giang hả? Thôi cảm ơn vậy nha, chúc mừng năm mới nha, chúc chị mua mai bán đắt nha, năm mới phát tài. Dạ. Đây nè các bạn, đó, hoa màu gà. Đó, bên này cũng cúc quá trời luôn, nhãn thọ nữa. Cúc mâm xôi. Nè cúc mâm xôi nè các bạn. Đó. Khi mà lên đèn rồi là màu cúc vàng dưới cái ánh đèn rất là đẹp các bạn. À, các bạn nhớ theo chân mình đến hết video để xem cái đoạn đường Tô Hiến Thành này
nó dài tới đâu và hoa như thế nào, rồi cái cảnh tượng bán như thế nào nha các bạn. Thì hồi nãy các bạn theo chân thì mình thấy các bạn thì xem giết cũng quải luôn á, nhưng mà thôi cố gắng theo mình nha các bạn. Đây là mình để xem nắm được tình hình bà con như thế nào, chứ hồi nãy giờ là mình gặp nhiều bà con thì bà con than là bán siêu chậm luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn xem nè, đường đèn thì ít, rồi tối nữa các bạn. Đó. Sao mấy anh không chịu bắt đèn chứ, theo mình nghĩ phải bắt đèn cho sáng nguyên cái khu vực này luôn, đèn mình câu qua mình bắt đó các bạn. Tại vì đã nói đi chợ hoa thì nó sáng nó rực, người ta muốn đi chọn hoa là phải sáng đây người ta chọn được hoa đẹp các bạn. Đã tối quá mình đi thật luôn là đi sợ ma luôn. Đó. Những chậu hoa này rất là đẹp nè, mình nhìn thấy rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Nhưng mà do nó nằm trong cái đoạn đường này nên là cũng vắng nè. Đó. Đây. Đó, cái này là được chốt đơn rồi nè. Mình bán hoa hả anh? Dạ. Nay bán đỡ không anh? Dạ, được ha, lai gai ha. So với mọi năm thì chắc cũng không bằng anh hả? Đúng rồi, không bằng mọi năm. Dạ. Mình quê ở đâu anh trai? Bến Tre. Bến Tre hả? Hai màu gà này là mình bán nhiêu một cặp? Giờ bán có 170 à. 170 một cặp hả? À, mình dọn lên bữa mấy? Bữa 22 hả? Thôi chúc mừng năm mới nha, chúc anh năm mới phát tài nha. Mà nay với ngày mai mình bán hết luôn. Để mình về quê sớm. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Đó các bạn. Đây là hoa màu gà. Đó bên này là anh chị bán thơm, bán dừa. Đó còn bên kia là cúc quá trời. Đi mỏ giò luôn mà mới gặp được một chỗ bán cho khách, bán được cho khách luôn các bạn. Ồ mấy cây này cao to nè. Cũng đẹp lắm các bạn, rất là đẹp luôn. Đó. Ở tuốt bên trong luôn. Nay bán đỡ không anh? Chậm hơn mọi năm hả? Cái này cúc này mình bán nhiêu một chậu anh trai? 2 triệu một chậu. Đó các bạn. Ở trên đường một cặp á hả? Dạ. Đó mình dọn ra bữa mấy? 2 mấy hả? Mình quê ở đâu anh trai? Cái này nó quê em chạy xe thôi. À mình chạy xe hả? À, có nghĩa là ở bên trong người ta bán được thì mình mới chở được cho khách. Dạ rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh năm mới có tài. Đó các bạn. À, bên này cúc mâm xôi. Đó, bên này được mấy bà con ghé nè. Hy vọng chốt đơn được để bà con bán được chậu nào đỡ chậu đó các bạn. Đó, ngon lành luôn. Đó, vô lựa thoải mái luôn các bạn. Lựa thoải mái luôn bà con ơi. Dạ. Nay bán đỡ không anh? Cũng chậm hơn mỗi năm hả? À, dạ cái này là mình bán nhiêu cặp anh trai? Dạ cái này là 400. 400 một cặp cúc mâm sâu nha các bạn. Đó đẹp lắm. Còn nhãn thọ bên này? Thọ này là 350. 350. 350 một cặp á hả? Dạ. Dạ. Đó các bạn. Ở khách tới mua nè. Còn cái thùng nó 200 à. À cái thùng là 200 còn. À. À dạ. Rồi chúc mừng năm mới nha, chúc anh mua mai bán đắt nha. Dạ. Đó khách vào lựa đó các bạn. Đây được mấy khách nè. Đó. Hy vọng bà con chốt đơn để cho nhà vườn bán được hàng, rồi mấy anh chạy xe cũng chạy được hàng nữa các bạn. Ở bên này cúc, nhãn thọ. Ở mình sẽ cố gắng đi hết cái đoạn đường này để xem hoa như thế nào, rồi cái tình hình buôn bán của bà con như thế nào, quay cho các bạn xem nha. Đó. Rồi những cái chỗ này nhiều lúc mình thấy vắng quá rồi bà con cũng ngồi đâu mất tiêu luôn, không thấy chủ luôn. Nè, cúc bên này luôn nè. Đó, chị gái này là khách rồi chứ không phải chủ nữa. Đội nón bảo hiểm mang khẩu trang nè. Đó, xe. Đó, bên này là mai nè các bạn. Đó, chốt được lên, chốt được. Đó. Lên hàng. Đó, cái này là chốt đơn rồi nè các bạn. Chốt đơn phải không em? Bán rồi. Bán rồi, đó. Chốt đơn là cuộc lại quăng lên xe liền. Sài Gòn Food em. Sài Gòn Food hả? Đúng rồi. Không, này mai mấy ấy còn này đang quay à, chưa không phải trực tiếp. Cái chậu này là bao nhiêu tiền em? Mình à này mình mua hay mình bán? À bán hả? Dạ. Cái này 1.6 triệu anh. 1.6 triệu nữa các bạn. Rồi nụ quá trời luôn nè. Ngay cổ này. Đó. Không chơi sao? Thôi mình lướt tiếp các bạn. Mình đang đứng nói chuyện với bà con chút xíu mà bên đối diện có cái
siêu thị trang trí nội thất đang bắt nhạc các bạn, nên thôi mình lướt luôn. Hay, còn một túi đằng kia luôn các bạn. Đó. Đây cúc. Đó, một bên này là 1, 2, 3, 4, 6 cặp các bạn. Bên này cũng 6 cặp luôn. Đó. Cái đường Tô Hiến Thành này là thứ nhất là ở đằng đó nó sẽ được cắt từ đường Lý Thường Kiệt đó các bạn. Thì Lý Thường Kiệt sẽ là chợ hoa chỗ trung tâm thể dục thể thao trường đua Phú Thọ. Còn sau lưng ở cái đường Tô Hiến Thành này á là sẽ đường là đường Thành Thái các bạn. Đường Thành Thái là cái chỗ bán hoa rất là lớn luôn. Đó. Còn đây là đường Tô Hiến Thành nha các bạn. Nó nằm chính giữa cái điểm cắt của đường Thành Thái và đường Lý Thường Kiệt. Hai đầu sẽ là hai cái chỗ bán hoa lớn hơn cái đường Tô Hiến Thành này nhiều. Ở khúc này không có bán nè các bạn, là kia là mình thấy có dưa hấu nè. Đây dưa hấu. Đó. Bán được hai trái dưa hấu cho bà con. Đây. Đó, mấy trái này to to không các bạn? Đó. Lướt luôn các bạn. Ở bên này là bệnh viện Trưng Vương nè các bạn. Đối diện đó là nhà thi đấu Phú Thọ, trường đua Phú Thọ các bạn. Đó, đây là bắn cúc. Cũng không có khách luôn các bạn. Đây, ở đây cũng mấy chục cặp à. Đây đó các bạn xem. Đó. Đường rất là tối luôn. Đèn đường thì có các bạn, nhưng mà cặp hai bên đường á là không có đèn, nên rất là tối. Bà con cứ theo chân mình nha, mình đi tới cuối đường lận để mình xem cái đoạn đường này là bà con bán cái khúc đằng này có ổn không. À, tới chỗ này là hết rồi nè các bạn. Đó, không có ai luôn, có anh kia là chạy xe rồi anh bắt ghế bố anh nghỉ ngơi luôn rồi xong luôn. Đây, mấy chậu này to to, rất là đẹp nè các bạn, to. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vạn sự như ý nha các bạn.